Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại bạn trong video ngày hôm nay. Và do nhu cầu công việc của tôi ngày càng cao thì hôm nay tôi sẽ quyết định đi lắp một chiếc PC mới. Và để lắp được chiếc PC này thì tôi sẽ hơi khác mọi người tí là tôi sẽ không đến một cửa hàng mà sẽ chạy vòng quanh ba cửa hàng để lấy đủ linh kiện về nhà ráp thành một chiếc máy tính. Và bây giờ thì hãy cùng tôi đi ráp một chiếc máy tính nhé. Ta computer. Thì vừa xong tôi đã mua xong chip rồi ở bên tin học ngôi sao. Bây giờ tôi sẽ đến bên Tân Thành Danh để mua vỏ cây và mệt. Chúng ta đi tiếp vào. Mềm với vỏ cây nữa. Yeah. À, quá. Thôi, à, trồng nước các kiểu luôn. Vâng, và bây giờ bên Tân Thành Danh thì vừa giao cho tôi nốt case và ổ cứng. Thì lát chỉ còn chờ thiếu nốt đi lấy nốt RAM này, SSD và chờ buổi tối thì người ta giao nốt cái nguồn nữa là xong. Một trải nghiệm rất là thú vị, thay vì là các bạn đến thẳng store và mua hàng thì giá sẽ đắt hơn rất là nhiều và không được tự tay lắp ráp nữa. Yes. Bây giờ thì linh kiện của tôi đã đủ rồi và bây giờ tôi sẽ thử mò để lắp chiếc PC này xem sao. Hy vọng là sẽ dựng bật lên được. Tôi chưa lắp bao giờ cả. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng lắp giống sẽ đạp thôi mà. Oh yeah! Giật mình thật quá. Yeah! Cảm giác thật là đau tim. Cái màu ổ cứng như thế này thôi hơn 2 triệu. Rồi tôi đang cầm bình viện giá hơn 2 triệu.
bạn đã thấy thì tôi đã lắp xong chiếc PC của mình. Và tôi không thể tin nổi là tôi đã lắp được nó. Vì từ trước giờ tôi chưa lắp một cái thùng PC nào cả. Và có những lúc mà tôi không biết cái dây, các dây nguồn, dây điều khiển cắm sao thì phải ngồi tra trong cái quyển ứng sách hướng dẫn của nó để có thể cắm được. Thật ra thì cũng không khó lắm, nhưng cũng hơi sợ, vì sợ cắm nhầm nên bị chập mà tự nhiên cháy một cái mất mấy chục triệu lần. Điểm sơ qua cấu hình thì ở đây tôi có một chiếc CPU Ryzen 7 2700X, mainboard của Asus X470F Gaming. Và thực ra thì nó hơi mắc so với các của hãng khác, nhưng mà tôi thích Asus nên là tôi vẫn mua chiếc mainboard này. Và ngoài ra thì cả màn hình ở đây thì do chi phí hạn hẹp nên tôi sử dụng một chiếc card MSI RX 580 8GB, hình như là bản gaming X thì phải. Nguồn thì sử dụng nguồn Corsair HX 810, nguồn này tôi mua hàng xài rồi, còn bảo hành 2 năm và rẻ được hơn 1 triệu. Và ngoài ra thì RAM thì sử dụng RAM của GoSkill Trident Z Burst 3000, cũng khá ổn. Và vỏ cây thì Cooler Master H500P. Thì nói chung là với một chiếc cấu hình máy như thế này thì ở đây tôi đang edit thử cái video mà tôi mới quay, thì các bạn có thể thấy rằng nó preview khá mượt, không vấn đề gì cả. Rồi, cái này thì sẽ không nói nhiều nữa, thì quá ok rồi, ngon hơn dùng laptop rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ thử vào bắn PUBG xem là FPS nó tầm bao nhiêu ha. Như vừa rồi thì các bạn thấy là tôi test thử cả trên PUBG, thì với hai setting thì FPS trung bình thấp nhất là 80 FPS và cao nhất thì 100 mấy, nhưng mà đây do đường truyền mạng của tôi không tốt nên tôi nghĩ là nó có thể cao hơn như vậy nữa. Vâng, và tổng giá trị chiếc cây của tôi là 34.450.000. Và nếu bạn nào có muốn mua một chiếc cây như của tôi thì ví dụ như là các bạn mua về main thì các bạn có thể đến Tân Thành Danh, giá của chiếc main của tôi mua ở đấy là 5.500.000, thì rẻ hơn được khoảng tầm 600-700 ngàn thì so với các nơi khác. Và CPU thì tôi mua tại Tin Học Ngôi Sao thì rẻ hơn được cũng phải 500-600 ngàn, vì ở ngoài đang bán là khoảng 9.200.000 thì tôi mua có 8.700.000. Còn đâu RAM hay là SSD thì các bạn có thể đến Memory Zone để mua, cũng rất là rẻ hơn được mấy trăm nghìn luôn ạ. Và cái quan trọng nhất đó là việc mình được trải nghiệm lắp ráp một cái case làm việc của riêng mình. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi lắp ráp cây, thật là thú vị. Và tôi rất là lo lắng là không biết là cắm nó có chập cháy cái gì không, nhưng mà mọi chuyện đã rất là ok. Và nếu các bạn yêu thích những video này của tôi thì đừng quên subscribe và chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi. Bye bye.